Xin chào các bạn. Ở video tiếp theo ngày hôm nay trong chuỗi video về module Scipital thì tôi lại hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng câu lệnh là amfort và fort nha các bạn ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh amfort và fort để trải cái biên dạng tone này ra, và chúng ta sẽ cắt cái đục một cái lỗ ngay tại cái vị trí giao nhau ở đây, đúng không ạ? Ở đây thì mình đang có một cái hình ảnh đây, đúng không? Tại cái vị trí này, khi mà chúng ta đục một cái lỗ ngay cái đường chấn này, cái vị trí giao nhau giữa hai cái bề mặt đó, thì chúng ta cắt theo dạng là flatten ra ha. Chúng ta flatten cái tấm này ra, ví dụ như trường hợp chúng ta sẽ flatten cái tấm này ra, rồi chúng ta sẽ cắt ở trên bề mặt này. Ví dụ mình sẽ tạo ở đây luôn cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ vẽ một cái hình tròn ở đây chưa, trên cái đường này chưa, trên cái đường này mình sẽ fit cho trên đường này đi cho các bạn có thể xem một cách dễ dàng này. Mình cho nằm ngang ngay luôn nhé. Đây nha, chúng ta sẽ có cái lỗ này và phi 10 luôn đi, phi 50 đi dạ, phi ở đây là 50. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái câu lệnh XQS để cắt ra được một cái lỗ, ví dụ giống như cái dẫn này chưa đó, thì mình sẽ sử dụng câu lệnh là XQS này dạ, XQS thì chúng ta sẽ cắt lên thú tích định, ok đúng không đó. Nhưng mà sau khi mà chúng ta trở về cái trạng thái ban đầu là trạng thái không có flatten đó, thì cái lỗ này có còn nữa hay không ha, cái lỗ này có còn nữa hay không đó, thì các bạn có thể xem đây ha, cái lỗ này là bị đã suppress đi, và nhìn bên này ha, cái câu lệnh này nó đã bị suppress đi đó. Thì làm sao để các bạn có thể là đục được một cái lỗ ngay ở trên cái biên dạng ngay ở trên cái vị trí mà giao nhau ha, giao nhau giữa hai cái bề mặt này đây, cái cạnh đường chấn này đó ha, các bạn có thể đục được một lỗ giao nhau tại hai cái bề mặt này đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ đó là amfort để trải cái bề mặt tone này ra, và chúng ta sẽ là cắt ha, chúng ta sẽ cắt và sau đó chúng ta dùng cái lệnh fort này để là bẻ lại cái biên dạng ban đầu dạ. Rồi thì để lấy được cái câu lệnh đó, ngoài ra thì chúng ta có thể là vào câu lệnh insert này ha, chúng ta vào thẻ Scipital và chúng ta sẽ chọn đến là amfort và fort, được chưa? Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn vào cái thẻ Scipital luôn, và mình sẽ chọn amfort. Rồi, mình sẽ chọn là amfort. Thì ở đây nó sẽ có cho chúng ta thêm các cái option ở phần selection này. Fix face có nghĩa là cái bề mặt được cố định nha các bạn. Thì mình sẽ chọn một cái bề mặt nào đó làm cố định, ví dụ mình sẽ chọn bề mặt này đi ha. Đó, bề mặt này làm cố định. Rồi ở đây sẽ là bend to amfort, là những cái bề mặt nào, những cái cạnh nào được trải ra nha các bạn ha, những cái bề mặt nào các bạn lựa chọn vào các cái cạnh bên này. Ê, nó bảo là lựa chọn vào các cái cạnh bên mà các bạn muốn là amfort nó ra, ví dụ mình lựa chọn vào cạnh này đi ha. Rồi mình sẽ amfort ra cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đục một cái lỗ ở trên cái vị trí giao nhau giữa hai cái bề mặt này đó, thì mình sẽ là ok ra cho các bạn xem đó, thì nó sẽ trải cái vị trí này ra ha, nó sẽ trả cái cạnh này ra, cái tấm này ra cho các bạn ngay tại cái đường chấn này chưa. Còn nếu như trường hợp mà các bạn muốn trải hết luôn ha, các bạn muốn trải hết tất cả cái cạnh này các bạn ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là cái option dưới ôm bên luôn ha, các bạn lựa chọn vô thì nó sẽ tính tất cả các cạnh bên ra cho các bạn ấy, thay vì các bạn muốn là đục cả lỗ bên này và lỗ trên này, hoặc là nhiều lỗ trên một lần cái thực hiện cái câu lệnh amfort này đó, thì bạn click vô cái on bend cho nhanh ha. Rồi ở đây thì mình sẽ click ok này, thì nó sẽ trải ra giống cái dạng là flatten đúng không ạ. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ tiến hành mình vẽ new sketch trên cái bề mặt này ha, bề mặt này hoặc bề mặt nào mà các bạn muốn lựa chọn đều được nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ một cái biên dạng là lỗ tròn như lúc nãy mình đã thực hiện này nhá, thì mình sẽ vẽ một cái biên dạng tròn đây đó. Rồi ở đây thì mình sẽ gán cái vị trí này và cái góc tọa độ này nằm ngang. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ cho cách cái mép này, ví dụ mình làm chính giữa ha, mình sẽ là cho cái tâm này, lỗ này nó sẽ nằm chính giữa cái đoạn này, thì mình sẽ đo xem cái vị trí từ đây qua đây bằng bao nhiêu đây. Hoặc là mình biết được cái cung R này bằng bao nhiêu thì mình sẽ lựa chọn luôn, ví dụ ở đây mình sẽ gán một cái khoảng cách ở đây là 2.5 đi ha, 2.5 đó, thì chúng ta sẽ gắn một cái vị trí ở đây. Sau tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phi ở đây là 50. Rồi bây giờ mình sẽ chụp cắt
Mình sẽ sử dụng câu lệnh each cut. Rồi mình có thể vào thẻ Symmetal có câu lệnh each cut này. Dạ, mình sẽ cắt theo dạng là link to thích hình ha, link to thích hình cho các bạn. Ok, mình sẽ click ok này. Đó, như vậy thì mình đã cắt được một cái biên dạng này rồi đúng không? Đó, biên dạng này. Đó. Các bạn nhìn có thể là sau khi nó bền lên chưa? Rồi, mình đã có một biên dạng này. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta thể là quay lại trạng thái ban đầu ha, quay lại trạng thái ban đầu chứ không phải là dùng flat hay là flatten này ra đâu nha các bạn ha. Mình đang dùng câu lệnh unfold để trải phẳng ra. Được chưa? Bây giờ các bạn muốn để quay lại trạng thái ban đầu thì chúng ta sẽ sử dụng đến câu lệnh là fold ha. Ha, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh ở đây. Chưa? Các bạn click vô. Tiếp theo thì mặc định phần mềm nó sẽ lựa chọn cái mặt phẳng fix face là cái mặt phẳng ở các bạn lựa chọn bên cái câu lệnh là unfold này ha. Unfold này. Đó, thì nó sẽ là lựa chọn mặc định cho các bạn luôn. Rồi ở đây thì tương tự như bên câu lệnh unfold, các bạn lựa chọn vào cái cạnh nào cần là các cạnh nào cần để là bẻ lại cái biên dạng ban đầu ha, cái cạnh nào cần bẻ lại biên dạng ban đầu thì các bạn chọn vô. Còn đây thì mình sẽ là cho open luôn ha, open luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào ok. Đó, thì như vậy các bạn thấy sự khác biệt đúng không ạ? Chúng ta sử dụng cây câu lệnh là unfold, sau đó chúng ta sẽ trải ra đúng không, rồi chúng ta sẽ cắt và chúng ta sẽ fold lại ha. Đó thì nó sẽ cắt cho các bạn một cái biên dạng mà các bạn vẽ đúng không, nó nằm ở giữa cái hai cái bề mặt này, ở trên cái cạnh chắn này, yeah, trên cái bề mặt này và bề mặt này, đó, trên cái cạnh chắn. Rồi ở đây thì cái câu lệnh ichu cắt này nó lúc nãy nó bị sốc red rồi đúng không, là mình sẽ xóa, vẫn không có tác dụng gì cho cái, không có ảnh hưởng gì đến cái mô hình của mình này, yeah. Rồi ở đây thì mình sẽ flatten ra cho các bạn xem ở đây là cái lỗ này có bị mất hay không nhé. Rồi, đây chưa, mình sẽ vào câu lệnh flatten. Chưa, nó vẫn ok và bình thường, không sao đúng không các bạn? Đó, thì trường hợp này sẽ áp dụng cho các bạn là ví dụ như các bạn là làm cái dạng bên này, thay vì các bạn phải là đo khoảng cách này thì các bạn có thể lấy các cái dấu chấn ha, ra cái lấy dấu này, vị trí trên cái đường này, các cái dấu mặt xấu mặt đẹp, đó, mặt xấu mặt đẹp của tấm tôn, hoặc lấy dấu chấn định vị này, nó gọi là dấu chấn định vị trên cái đường line này, để người bên ấy người ta đưa được cái tấm tôn này vào trên cái con dao, cái lưỡi chấn thì người ta căn ngay cái mép này luôn, không cần phải là dùng cái cự ha, dùng không cần phải dùng cái cự của cái máy bên để gạn để đo cái vị trí ở đây nữa, người ta căn đến cái mép này luôn ha. Đó thì người ta cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta có thể là bên nhanh hơn. Đó thì ngoài ra nó sẽ là tạo được cả cái biên dạng ha, chúng ta có thể cắt được các cái vị trí này chưa, chúng ta có thể cắt được các vị trí này cách đơn giản. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn thực hiện hai câu lệnh, đó, câu lệnh unfold và câu lệnh fold ha, để các bạn có thể trải được cái biên dạng này ra, để các bạn có thể cắt được các cái lỗ nha các bạn. Rồi, ở video tiếp theo thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn các cái câu lệnh ở trong cái module Symmetal này. Thì các bạn chú ý theo dõi những cái video mình mới ra nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Nếu như ai còn chưa subscribe kênh thì hãy subscribe kênh và bấm nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo mà mình chuẩn bị đang làm nha các bạn. Ha, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.